Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Singer đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là bài định mệnh khổng lồ song đấu và tử thần nha. Và đang đi chung với Yasu Chogach 2 sao, Taret, Chitina, Kindred và Zone 1 sao hơn. Còn tướng đam chính của mình đang có, đó chính là con Kindred này tướng 2 tiền 1 sao. Và đang cầm tới tận là 3 cái trang bị lớn luôn nha mọi người ơi. Đó chính là cuồng đao Guniso hơn. Và trong đó có một cái trang biển sáng nha. Gặp luôn công này một cái phơm bài thần thoại gần như là full 2 sao luôn anh em ơi. Ủa thắng nổi không đây, Kindred bắn đi bạn. Bắn rồi là phải gọi là cực kỳ nhanh luôn nha mọi người ơi. Coi kìa, nó bắn kìa. Super speed luôn anh em ơi. Bắn chí mạng liên tội. Tại vì sao có tử thần mà. Bắn kìa. Ủa khinh thường Kindred 1 sao và cái kết luôn anh em. Ủa này xưa. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự cũng đang không phải là quá cao nha. Nhưng mà nói chung á thì cũng còn khá là ổn. Khi mà còn tới tận là 75 máu luôn nha mọi người. Ở ra bài chấm như này với chủ thắng 2 trận rồi nha. Và mình cũng đang có được một cái lượng tiền lãi nói chung là cũng khá là ổn. Khi mà đang tầm level 6, nửa KF rồi và hơn 50 tiền ha. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra cầu cho mình làm cũng khá là nhiều luôn rồi. Đó chính là con Zone này tướng 3 tiền 3 sao. Cầm bá cuồng đao nha. Và cũng khá là hơn luôn nha mọi người ơi. Tại vì đầu game ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một cái loại kim cương. Đó chính là kho thần tích. Nó cho mình được chọn là một trong 5 trang biển sáng ngẫu nhiên. Và mình quất luôn chắc chắn rồi nha mọi người ơi. Cuồng đao sáng bú đủ luôn á chưa. Đánh quái nè, đi chợ nè. Thì kiếm gậy với lại là kiếm cung nó cũng khá là dễ thôi. Ui nó chém kìa em ơi. Chém rất là nhanh luôn á. Nhưng mà gần như là không có đam. What the gớm chứ bộ anh em ơi. 60 stat nè. Gớm chưa? 70 stat nè. 80 stat nè. Trời ơi anh em ơi, chém á thì thật sự là rất là nhanh luôn. Rất là nhanh luôn. Nhưng mà chém như gãy ngứa anh em à. Thật sự là như vậy tại vì nó cũng có mất cái một sao à. Kích tệ tử thần mới móc 2 cũng như là hắc ám á cũng chỉ là móc 2 thôi anh em ơi. Nên nó đang khá là thiếu đam. Hiện tại là mình vẫn đang muốn tiếp tục tích tiền nha và lên tầm level 7 đi. Rồi mình sẽ roll kiếm zone 36 ở tầm đó nha mọi người ơi. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc lý tưởng nào muốn mình làm thêm á thì nên mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều quá. Chết sơ qua anh em ơi, thì hiện tại á có một nhà chơi chung zone thôi. Nhưng mà nuôi tướng 3 tiền á thì cũng không có cần quan trọng là có chơi chung hay không. Thật sự là như vậy luôn á, chỉ cần mọi người roll sớm nha. Cái lúc này nè, mọi người roll sớm á, tầm ra 3 chấm á, thì nó được 3 sao khá là dễ. Ok, level 7 hơn 50 tiền rồi nè. Có Kayn, có Khajiit, Kindred, cũng như là Zone. Và kích luôn được một cái firm bài là 4 tử thần nha. Lượng đam bây giờ chắc chắn rồi, sẽ rất là nhiều. Nhưng mà xét về cái lượng chống chịu của team mình á, thì nó đang không có nhiều cho lắm mà em, rất là mỏng luôn á. Cực kỳ mỏng luôn. Nhưng mà làm sao? Lấy đam bù thủ luôn anh em. Hồi nãy chết sơ qua thì có tới tận là 3 nhà chơi thần tài luôn nha mọi người ơi. Ông này level 7 hơn 50 tiền rồi và đang tích một cái chủ thu thần tài. Mình nhìn không nhầm thì cũng có một con kia cũng đang có cái phơm bài 5 thần tài từ rất là sớm luôn rồi nha. Cái hệ tử thần này nó sẽ rất là hay. Mình nói chung là không có cần phải lắp những cái trang bị chí mạng như là vô cực hay là găm bó thạch làm gì cả. Tại vì cái nội tài tử thần á nó đã có sẵn tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng và kỹ năng có thể chí mạng rồi nha mọi người. Và nếu như mọi người kích móc 4 như mình nè, nó còn đốt đam nữa, cũng khá là đau. Listen the Rise sẽ bán cho bạn các trang bị với mức giá cắt cổ á. Thôi, lấy làm chi anh em ơi. Tầm này thì mình đủ đồ rồi. Không cần phải lấy làm gì cả, mình đang cần tích tiền để mà roll kiếm 3 sao nó dễ. Nó gọi là nó dễ hơn á đi. Tầm này lấy tiền mua đồ làm gì? Ủa, có IG nữa. Level 7 tự ra tướng 5 tiền với tỷ lệ là 1% luôn anh em ơi. Ước gì Zone nó cũng tự ra như vậy ha. Thì nó cũng dễ chơi quá rồi. AZ mình nghĩ là mình sẽ bú một tí anh em ơi. Tại vì tầm này cái tướng 5 tiền bỏ vào chơi thực sự là cũng chê làm gì anh em. Quá ngon luôn cái gì nữa. Cái con AZ này mỗi khi mà nó xài kỹ năng nó sẽ tạo ra một con lính cát. Nó vừa tăng được mà nó vừa đam được luôn anh em. Dạ nhưng mà không chơi. Trời, Zone này nó chém kìa. Gớm á nha,
Nhưng mà khi Zone nó đi chung với một cái firm bài này cũng như á là với cái trang bị như này á thì chắc chắn rồi tốc đánh nó sẽ có rất là nhiều, đam á thì cũng không thiếu nha mọi người á, tại vì kích móc 4 tử thần rồi, cái lượng đam có rất là nhiều luôn á. Nhưng mà cái thiếu ở đây á là khả năng hồi phục thôi. Từ trang bị, từ lõi cũng như là cái tộc hệ của nó đang kích được thì không có cái nào mà có cái lượng hồi phục cả anh em. Nên một khi mà bị sốc đam á thì cũng hơi khó. Tại vì con Zone này mọi người đừng quên nó là một cái vị tướng carry cận chiến á. Có Silas rồi nha, Osaka luôn rồi đấy. Bây giờ kiếm con Yorick hoặc là con Darius thôi mọi người. Nhưng mà kiếm được xong á mình cũng không có đủ slot mình bỏ vào. Cái quan trọng là nãy giờ ở đây rồi anh em ơi. Cuối cùng nó cũng ra được cho mình cái con Zone thứ hai. Ô, đánh quái tự rớt Zone luôn anh em ơi, và đó là Zone 2 sao luôn rồi nha. Rồi, big update luôn anh em ơi. Trận sau Ronald kiếm Silas, kiếm Kayn, Kindred với lại là con Elune này 3 sao là bú rồi đó. Darius nè. Mình đang phân vân là không biết nên bỏ tạm cái form tử thần này ra không nữa, tại vì thật sự nó đang hơi giấy luôn á nè. Nó đang rất là giấy luôn á. Ui, có Silas nha. Có Silas à. Zone đâu rồi? Zone đâu rồi? Hello. Không ra là không ra luôn á em. Elune 2 sao. Ok anh em ơi. Nói chung là cũng nâng được thêm hai cái vị tướng 3 tiền 2 sao á. Lắp đồ tăng luôn cho em nó. Dàn tăng của mình thật sự đang hơi mỏng. Hôm nay cái form bà 5 thần tài đi chung với sử gia nha mọi người ơi. Ui ui nó chém kìa. Đúng là lúc đầu game á, mọi người chỉ cần gặp cái form bài thần tài mà chưa có đủ thôi thì nó gần như sẽ là một cái trận thắng free luôn cho mọi người luôn á. Tại vì thần tài mà chưa đủ á, này mình rất là yếu điên. Mình gặp thì mình bú rồi, bú đủ luôn em. Tại vì đây là một cái chuỗi thắng 3 trận luôn rồi đó. Và trong cái chuỗi thắng 3 trận này có 2 trận là gặp thần tài rồi nha mọi người. Ui, lõi thứ 3 là một cái lõi kim cương à. Khảm bảo thạch rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Vương miện hắc ám á, nó cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà hiện tại á, thì không cần cho lắm anh em. Tại vì kích móc 6 á, rất là dễ. Còn kích móc 9 á, rất là khó. Tại vì kích móc 9 á, mọi người cần phải có ít nhất là 3 con hắc ám lận 3 cái, nên thôi bỏ nha mọi người. Rồng để trứng vàng á, bỏ luôn nha. Tại vì tầm này mình đang muốn nuôi tướng 3 tiền á. Đang cần một lọ cơm bát. Khảm bảo thạch hả. Chắc là roll luôn anh em ơi. Tại vì cái hỗ trợ tại chỗ này á, nó cũng tạm được. Ô, chịu rồi không mang. Bú đủ luôn anh em ơi, được cái gì đây. Ui trời ơi, quá đã luôn anh em. Nice. Ngon anh em. Chịu rồi không mang, nó cho mọi người một cái phần quà ngẫu nhiên. Và nó cho mình, mọi người biết là gì không, 40 lượt đổ lại miễn phí. Uầy, một cái lượt đổ lại á, nó sẽ tương đương với 2 tiền. Nó cho mình 40 lượt đổ lại miễn phí nha mọi người ơi. Thì có nghĩa là tương đương với 80 tiền rồi. Nhưng mà tiền tầm này á, cũng chưa chắc ngon bằng cái lượt đổ lại. Tại vì sao, đội hình của mình á, đang là một cái đội hình roll tướng 3 tiền 3 sao level 7. Mà cái chiều rồi hổng may nó cho mình tới tầng là 40 lượt roll. Uầy, Silas 2 sao luôn anh em ơi. Rồi bố rồi. Cái này roll kiếm Zone 3 sao nó thật với mọi người luôn á. Nó không ra thì bắt buộc nó phải ra. Bắt buộc luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Ôi, Zone 6 con luôn nè. Silas roll chiêu 4 con. Kayn cũng là 2 sao luôn nha mọi người ơi. Trời, đúng là cái lượt roll thật sự là mặc dù tỷ lệ thấp nhưng mà chỉ cần anh em roll đủ nhiều thì tỷ lệ từ thấp á, nó cũng biến thành cao thôi. Đây rồi. Ôi ôi, Zone sắp 3 rồi đấy mới. Mình nghĩ là nuôi tướng 3 tiền thôi, không có cần tham lam nuôi tướng 1 4 tiền đâu mọi người. 3 tiền thôi là đủ rồi, nuôi Elune với lại là Zone thôi đủ rồi anh em ơi. Tầm này nó thật với mọi người luôn á là hơi bị khó thu nha. Hơi bị khó thu luôn á. Nhưng mà roll kìa. Ôi, roll thêm 4-5 lần nữa anh em ơi. Không được cái con Zone hay là Elune nào cả. Rồi con Zone nó chém anh em ơi, nhức cái nách luôn á. Cái chiều gồi hổng mang này á là một cái lõi kim cương, nó cho mọi người một cái phần quà ngẫu nhiên. Và nếu như mọi người chưa biết á thì tổng phần quà của cái lõi kim cương này nó sẽ có là 10 phần quà khác nhau nha. Và mỗi phần quà á nó sẽ có 10% tỷ lệ ra được ha. Và cũng rất là hơn luôn anh em ơi. Nó cho mình tới tận là 40 lượt roll, quá đã. Nếu mà nó cho mình tầm 6 mấy vàng á thì cũng được. Nhưng mà nếu mà quy đổi lượt roll ra vàng á thì cái lượt roll này nó lại lời hơn rất là nhiều.
Là mình nhớ không nhầm cái vàng nó cho mình nó là tầm 66 vàng thì phải, cỡ đó. Mình sẽ lỗ mất tầm tầm chục lượt roll luôn ở đây mà, gần gần cỡ đó luôn á. Ok, tuyệt vời đấy mới. Cái này là zone chắc chắn 3 sao luôn rồi nha. Quá dễ. Rồi cũng như nhờ cái lượt roll này, cái đội hình của mình đó, nó gần như là full 2 sao luôn rồi nha. Trừ mang tướng 1 với lại tướng 5 tiền thôi, chứ mang tướng 4 và tướng 3 tiền roll level 7 như này là quá dễ. Ui, zone 8 con rồi. Đây rồi. Dư hẳn một con luôn anh em à, dư hẳn một con luôn, và đó là zone 3 sao luôn rồi nha. Ba cuồng đao Guniso, và trong đó có một cái trang bị ánh sáng nha mọi người. Còn Silas của mình thì đang full tăng cái chiu chiu thôi. Ui, nhìn qua nhìn lại thì công top 1 kia đang 100 máu và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào. Ui, thật sự là như vậy sao? Gặp luôn không? Trời, gặp luôn ở đây mới rồi rồi. Mất luôn 100 máu là cái chắc luôn á, hứa với mọi người. Mất luôn 100 máu luôn đó, tại vì tầm này mà tướng 3 tiền 3 sao nha. Nó rất là sớm luôn. Nó chém. Ra bãi luôn ở đây mới. Chém như chém chuối anh em ạ. Có kìa. Ua. Ây da. Gớm nha. Ua. Đây không? Máy chém như thằng nghiện nha mọi người ơi. Cái sát thương chuẩn từ con Zone này á, nó tới từ cả hệ tử thần nha. Tại vì nó sẽ đốt đam á. Ui, ông này bà cũng là hai cuồng đao. Nó tích stat cũng gớm anh em ơi. Gần 110 stat luôn kìa. Phải đấy. Chitina tặng cho bạn một chút vàng làm quà. Ui, cái trận đấu này thì nó thật với mọi người luôn á. Nó giàu thì đừng hỏi vì sao mà nó giàu luôn. Thứ nhất là đang chủ thắng. Thứ hai á là roll không tốn tiền. Thứ ba á, còn được Chitina tặng thêm tiền nữa anh em. Rồi, nó level 8 nha. Bây giờ mình cứ tích tiền chiêu chiêu, xong rồi lên level, kẹp thêm cái form bà hắc ám vào đủ anh em ơi. Tại vì tử thần này á thì móc 4 nó đã là mắc binh rồi, nó không có thể lên được móc 6 nữa nha mọi người. Còn cái hệ hắc ám này á thì kích móc 2, móc 4, móc 6 á thì nó sẽ khá là dễ dàng, nhưng mà kích móc 9 nó thật sự với mọi người luôn là cần phải có một chút lỗi nhà máy tái chế, hoặc là nó lúc đầu game á đi chợ đánh quái, hoặc là cái cổng nó cho mọi người phải là tầm hai cái thì vàng trở lên rồi, xong rồi đi chợ lâu lâu hơn 5 chấm 6 chấm để cho mọi người thêm một con nữa thì làm nó sẽ được móc chín thôi. chơi chiêu chiêu như thế này thì khó lắm mọi người ơi, phải săn á, phải săn hoặc là nó tem đội hình nó tự ra á. Trời ơi, người này nó chiến mà gì gớm luôn. Ông này level 8, hơn 50 tiền với một cái lõi thăng cấp nhanh. Với cái lượng tiền như này ở level 8 á, thì mình tự tin rằng luôn á là ông có thể lên được level 9 và còn rất là nhiều tiền. Thật luôn. Tại vì thăng cấp nhanh này nó lên level cũng gớm lắm anh em, lên level nhanh lắm. Với lại là cái cổng này của mình đang chơi là cũng là cổng đầm cua mà. Nó sẽ cho anh em một cái lượng tiền rất là lớn. Cũng như là một cái lượng trang bị đó. Đó là lý do tại sao lúc đầu game á, mới tầm ra 3.2 thôi anh em ơi. Đúng ra 3.2 thôi. Mình vừa lấy xong một cái lõi túi đồ cỡ đại á, nó cho mình thêm ba cái mảnh trang bị nhỏ nha, thì mình đủ luôn cái combo trang bị là ba cuồng đao. Tại vì đánh quái rao 1 chấm, đánh quái rao 2 chấm á, nó cho mình rất là nhiều trang bị rồi. Xong một cái lõi thứ hai á, nó còn cho mình thêm ba cái mảnh trang bị nhỏ nữa. Xong một cuồng đao ánh sáng có sẵn từ lúc đầu game nữa, thì thật sự là kiếm một cái combo trang bị nó quá là dễ đi. Trời ơi, tiền nha. Anh em thấy không? Mới vừa cái round trước lên level 8 xong, bây giờ round này sắp level 9 luôn rồi mọi người ơi. Đây, sắp level 9 luôn rồi nè. Holy shit chưa. Tí nữa lên mà móc 6 hắc ám anh em thì mình không có cần phải xếp bài nữa. Tại vì móc 2, móc 4 á, nó sẽ cho mọi người mấy cô hắc ám để anh em bỏ tướng vào. Còn móc 6 á thì nó sẽ full bản đồ luôn, anh em muốn bỏ tướng đâu cũng được. Móc 9 thì anh em khỏi cần phải hỏi rồi. Và cái hắc ám này á, nó cũng có một nội tại khá là hay. Nó y hệt cái nội tại của Đại Bác Hải Tặc đó mọi người ơi. Móc 6 á thì nó sẽ kết lũy mục tiêu khi mà xuống dưới 25% máu nha. Giả bộ team bạn có một cái vị tướng tăng cơ tầm 10.000 máu đi, thì cái đội hình hắc ám này á, nó chỉ cần đánh xuống tầm 2.500 máu thôi thì team bạn sẽ tự động bay màu luôn, không có cần phải đánh thêm anh em ơi. Đúng 2.500 máu là bay màu. Nói chung là cái hắc ám này nó cũng đang là một cái buffer bài gọi là top meta luôn đó mọi người. Trời, what the fuck on game. Thật sự là như vậy luôn á hả?
Cái đội hình này của mình đâu cần kẹp on vào đâu, nhưng mà nó tự cho luôn kìa, on 2 sao luôn. The hell. Không có tiền mua tướng luôn á mọi người ơi. Tiền á thì có đủ, đủ để mình roll tướng á. Nhưng mà cái tiền mua tướng này hơi nghèo mọi người ơi. What the fuck, on tự 2 à. Bỏ nào ra ta. Bây giờ cái firm bài của mình nó thật sự là không có bỏ nào ra được luôn á này. Nếu mà muốn on 2 star này mà chơi được game á thì phải là level 9 á. Phải level 9 kẹp con on này vào kích luôn được cái hệ khổng lồ thôi. Còn cái hệ thần rừng á là mình đã có sẵn rồi. Kindred đi chung với AZ là đã có sẵn rồi. Thôi chắc là khó lại để rao sau là level 9 kẹp con on 2 star này vào chơi luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, zone này nó chém kìa, 70 stack cuồng đao. Nó tích số thì thôi chứ. Super lẹ luôn á mọi người ơi. Đó, nó level 9 luôn nha, on 2 sao. Bỏ vào em nó kích luôn cả khổng lồ. Đội hình có thêm một cái vị tướng tăng cơ siêu cho bò. Ồ, cái ông top 5 đang khá là cháy. Ông top 4 này mới up được con bạch tướng 3 tiền 3 sao. Ông này thì sắp được cái phơm bàn 7 sứ giá. Ô, ông kia level 10 rồi hả? Quê vậy? Ông top 3 level 10 rồi anh em. Lẹ dù 3. Trời gặp luôn nè anh em á. Oh fuck. Mình hồi nãy giờ lại đang chủ thắng 9 trận rồi nha mọi người. Không tốn tiền. Roll tướng. Tướng á, nó đều tự rơi hết luôn. Mà chủ thắng rất là sớm luôn á. Mà mình mới level 9. Vừa mới lên luôn á. Và mới có 4 mấy tiền à. Ông level 10 rồi. Hay nha. Zone này chém nổ ông ta. Ơ, được anh em, được anh em. Này, này thì level 10. Này thì level 10 với chúng tôi ạ. Chất lượng ở đè số lượng liền mọi người. Mình chủ thắng gớm như vậy mà mới level 9 anh em. Level 10 rồi. Ẩu thiệt sự luôn chứ, là level hơi vội. Hơi vội. Ok, đi chợ nào. Có ấn sử gia là mình không có cần nè. Ấn thần rừng á, thật sự là cần thiết không ta? Nghĩa là cũng không cần lắm anh em. Mình sẽ lấy một cái trang bị là giáp văn nhược thần đi. Mình đang cầm một chút giảm giáp á mọi người ơi. Tại vì zone này nếu như mà chỉ cần gặp cái thằng tăng nào mà nó cầm ba cái trang bị tăng mà có một chút giáp thôi á, thì mình nói thật với mọi người luôn á, là cái con zone này nó chém chắc là phải đến sáng mai. Nó chém chắc là phải đến sáng mai luôn anh em ơi, thật sự luôn á. Nên thôi, mình chắc ăn một chút, lấy cái giáp va này giảm một chút giáp của tên bạn Zone chém cho nó đâu. Và mình cũng đang có một được một cái vị tướng phụ đam, nói chung là cũng có chất lượng phết đó mọi người ơi. Đấy chính là Kain tướng 4 tiền 2 sao đang cầm hai cái trang bị lớn nha. Ông này có phơm bài thần thoại. Ui, tem Ken là ba trái tim kiên định, Neko 3 sao full giáp máu, bạt mới được cuồng đao. Content creator à? What the? Làm đồ gì nữa mọi người? Mình thì làm zone, ông này làm tấm Ken nữa. Nhưng mà zone nó chém anh em. Nó chém. Như nào? Ui, thắng được ông ta. Bạn đó quá. Ui sao con bạn này nhìn giống zone của mình vậy ta. Y hệt luôn anh em ơi. Tốc đánh thì nhanh nhưng mà cái đam thì lại tốc đánh thì nhanh đó nhưng mà đam là không có. Nhìn y hệt cái con zone của mình luôn mọi người. Được cái là zone của mình nó đã kẹp thêm được cái hệ tử thần. Nó sẽ có chí mạng lâu lâu chém lên đó. Nó có chí mạng sốc đam khá là gớm. Mặc dù tỷ lệ chỉ có là 20% thôi, nhưng mà cái tỷ lệ chí mạng riêng của từng cái vị tướng á, mình nhớ không nhầm nó đã có sẵn là 25% rồi nha mọi người. Thì tổng cộng lại là tầm 45%. Mà khi mọi người chỉ có 45% tỷ lệ chí mạng đó, thì theo như bình thường nó sẽ cần ít nhất là tầm 2 phát, gần 2 phát rưỡi đánh thường để chí mạng một đòn. Nhưng mà đây là zone, nó thiếu gì tốc đánh đâu mọi người. Một giây nó chém mà ít nhất phải là gần 10 đòn. Thật với mọi người luôn á. Đây có phơm bài 6 hắc ám và 4 tử thần rồi nha. Và cái quan trọng nhất á là nó có hắc ám nữa. Sóc đam còn gớm nữa thôi chứ. Coi kìa. Chém kìa. Chí mạng liên tục luôn kìa, em thấy không? Đó. Chém. Muda. Ồ, tính ra cũng 10.000 đam chứ bộ anh em. Ít gì? IG 2 sao à?
Mình nghĩ là cũng không cần lắm mọi người ơi. Gặp luôn cơm này một cái form bài level 10 7 sử gia với một cái form bài 4 và tướng 5 tiền. Full 2 style luôn á anh em ơi, thắng nổi không trời. Nè nè, chém. Hất tung liên tục luôn vậy. Nè chém. Ủa chém không? Không nổi anh em ơi. Đội hình cái team bạn nó châu mà nó nhiều slot tướng quá. Thua rồi. Trận thua đầu tiên, nói chung là tạm mình cũng chưa có xài tiền đó mọi người. Đội hình của mình cũng chưa xài tiền. Hôm nay sao? Ui, cái pha đó mà Soraka xài được kỹ năng là thắng rồi đó. Soraka mình thấy nó full mana rồi, anh em ơi, mà nó không xài kỹ năng ta. Mình chỉ cần roll cái form mà này full 2 thôi là thắng anh em ơi. Hoặc là cùng lắm á, mình bỏ bớt cái hệ tử thần này ra, kẹp thêm hăng tướng 5 tiền 2 sao vào. Thì rất là chắc chắn luôn, Wukong 2 nè, set là 2 con nè. IG 2 sao trước cho em nói nha, Yurei á, cho cái form bài này thì không cần cho lắm nha mọi người, nên không cần lên. Seiya 2 sao à. Nói chung là cứ lên trước đi. Mình lên sẵn cái con Seiya với lại là con Wukong này 2 sao để tí nữa mà có gặp lại cái ông kia á, mà mình thua một trận nữa, mình sẽ bỏ bớt con Khajiit với lại là con Kindred này ra để kẹp thêm hang tướng 5 tiền 2 sao này vào. Ông này là Tamken 3, full độ tăng, nhìn gớm chưa anh em, nhưng mà Zone, chém nó. Muda, chém nó. Mày tưởng mày trâu rồi, và đó chắc chắn rồi sẽ là một cái trận thắng. Mà nhiều khi gặp bạn ảo anh em, đội hình của nó sẽ hơi yếu so với các bạn chính. Rồi, ông top 2, một phát, 17 máu. Để mình Ronald kiếm ơn set 2 nha mọi người. Ô, set 2 nè. Bán cái con Seiya Rakan đi. Lên set 2, 2 đồ cũng được đấy. Trận sau là mình sẽ gặp bản thật con top 2 nè mọi người ơi. Ê, có thể lắm nha, trận sau á là mình sẽ gặp bản thật con top 2, con top 3 á sẽ gặp bạn ảo của mình. Mà nhiều khi á chỉ cần cái đội hình của mình mạnh thôi thì một phát sắp nôi hai ông luôn á nha, là có thể á anh em. Có thể á nha. Rồi nè chém đi bạn. Đội hình của mình bây giờ là hơi bị khác so với hồi nãy luôn rồi. Tướng 5 tiền 2 sao rất là nhiều. Rồi nè. Ui. Chém bằng đấu sĩ đã à. Đã à. Châu à, nó châu à. Nó châu à, chém đã nè. Rồi một phát nguyên sàn đi luôn nè. Rồi sắp đôi luôn anh em ơi, và chắc chắn rồi một trận đấu top 1 nha. Và ok, GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em, bye bye. Chào mừng các bạn đến với BNU Store nha. Nào chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng cửa hàng ha. Anh em sẽ cảm nhận được sự đa dạng của sản phẩm cũng như là sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng chi tiết ở từng sản phẩm của BNU Store. Từ những chiếc quần Âu lịch lãm đến trang phục hàng ngày thoải mái, từ áo sơ mi thanh lịch đến trang phục thể thao phong cách, BNU Store tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với mọi tiêu chí của anh em. Nhân dịp một năm thành lập cửa hàng á, thì mình cũng xin được phép gửi đến anh em một cái chương trình tri ân đặc biệt, đó chính là ngập tràn quà tặng nhân 3 niềm vui. Với mỗi đơn hàng trên 300.000, mọi người sẽ nhận được hai chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là free ship, thứ hai là được chọn hai cái mẫu móc khóa quà tặng tựa game đối chơi chân lý nha. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em vào mua thử một cái chiếc áo ở trên cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em cứ chọn vào những cái mẫu này mọi người thích đó, xong mà bấm chọn size nè, rồi bấm thêm vào giá hàng nha, là sẽ được thôi. Sau khi mọi người đã thêm vào giá hàng thành công rồi á, anh em bấm thanh toán nha. Khi mà vào đây á, mọi người sẽ được tặng một cái phần quà miễn phí, đó chính là móc khóa nha. Anh em bấm vào chỗ này nè, thì sẽ hiện ra hàng loạt móc khóa cho mọi người chọn luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em chỉ cần bấm thêm thôi là được nha. Và sau khi mọi người đã chọn được phần quà xong rồi á, anh em kéo xuống dưới đây và điền tất cả thông tin để giúp mình nha. Và như event của mình đã nói ở trước đó nha mọi người á, thì anh em được tặng thêm một cái mẫu móc khóa tùy chọn, anh em có thể ghi chú thêm ở dưới đây. Và khi thanh toán á, mọi người sẽ có hai hình thức nha. Một là chuyển khoản ngân hàng, anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn. Còn hai á là thanh toán khi nhận hàng nha mọi người. Và sau khi mọi người đã đọc xong rồi á, anh em bấm vào tích vào ô này nha, xong rồi bấm đặt hàng lại xong rồi đó. Một cách đặt hàng rất là đơn giản và hiệu quả ha. Đây là hóa đơn của mọi người khi mà đặt hàng thành công rồi nha. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần sự hỗ trợ nào thì đừng ngần ngại nhắn tin với tụi mình ở đây nha. Sẽ luôn có nhân viên trực để trả lời mọi người. Hãy ghé BNU Store để ring về cho mình những sản phẩm thời trang ưng ý nhé mọi người.